một cái mẹo này rất là hay mà các bạn nên chú ý trong lúc mà sửa chữa thi công những cái đồ điện tử. Thì tình cờ thì thầy Mò đang ngồi ở tại một cái quán cà phê thì thấy cái đèn led mà cái dãy nguyên cái dãy sau băng đó nhiễu giọt nước xuống đó, thì nó chỉ chớp chớp như thế này không mà nó không có nhiễu xuống. Thì mình cũng ngứa nghề mà mình cũng kêu đệ tử lên thay thử rồi sao. Thì đầu tiên các bạn phải xác định đó nó chỉ dùng cái nguồn gì. Ở đây mình quan sát mình thấy có cái nguồn đó là một cái cục adapter nhỏ xíu thôi mà nó có thể nó kéo được hết mấy cái này nè. Thì cục adapter này thì quan sát thì mình thấy nó là 5V và 1A. Thì cho quá trình mình xài lâu á, nó nóng lên cục than khô và linh kiện tổng nó bị giảm tuổi thọ hoặc là nó bị sét, thì các bạn vệ sinh sét xong nếu mà nó không chạy nữa thì cái cục này quyết định là nó bị thiếu ampe để nó hoạt động. Khi chúng ta vệ sinh lại những cái chỗ sét mà nó không hoạt động đó, cắm vào nó cũng không có chớp nhón hay là nhiễu nhão nữa hết. Thì các bạn cũng thấy đó là để thay cái cục nguồn khác để cho nó to hơn, cái ampe nó nhiều hơn rồi nó mới hoạt động được. Thì thay thử cái cục nguồn 5V và 30A hai cái bên xem như thế nào. Thì cái cục nguồn thì có vẻ nó hơi dư. Các bạn test nó thì dùng cục nguồn nào cũng được miễn sao 5V là được rồi. Cái ampe không quan trọng. Ampe của cục nguồn này là tới 70V chứ không phải là 33A. 70A đó xong rồi ha, các bạn thấy không? Nó nhiễu rồi đó. Nè, nhiễu rồi chưa? Nè bà chú, thấy nhiễu rồi chưa? Đây đâu có nhiễu nhão gì chứ, tự nhiên không nhiễu nhão gì chứ sao được. Thấy chưa, thấy đẹp chưa? Đó, giờ trở lại bình thường. Thấy chưa, thấy chưa? Nó nhiễu gì nó mới được. Thầy Mò xin chào tất cả các bạn. Thì trên tay thầy Mò đây là một cái bộ thu phát sóng âm thanh. Do nhiều bạn phản ảnh quá nên thầy Mò phải mua cái bộ này ở bên Trung Quốc á. Thì bên trong nó có một con vi xử lý rất là tuyệt vời. Nó dùng cái jack 6 ly để mà nhận tín hiệu. Ở bên trong các bạn thấy đơn giản không? Tập trung vô trong một con vi xử lý mà thôi. Thì thầy Mò sẽ thay thế cái jack 6 ly đó bằng cái jack 3 ly rưỡi. Thì jack 3 ly rưỡi này á, là chúng ta có thể cắm vào trong điện thoại của chúng ta. Chúng ta có thể live stream rồi hát karaoke. Video sau thì thầy Mò sẽ độ lên là hát karaoke có chỉnh echo luôn nha các bạn. Đây là cái jack 3 ly. Để thay thế vào cái jack 3 ly này nó cũng dễ dàng, các bạn xem thao tác nha. Thì chế xong thì các bạn có thể ngồi ở quán cà phê hay ngồi ở công viên hay là ngồi một bãi biển, các bạn có thể karaoke livestream. Bộ thu sóng tín hiệu này nó hoạt động rất là độc lập. Bộ phát á, thì chỉ có một cục pin 9V. Bộ nhận tín hiệu thì chỉ dùng một bộ pin 1,5V. Chúng hoạt động rất là lâu nên chúng ta có thể ngồi bất kể nơi đâu, chúng ta có thể live stream được và chúng ta có thể thu phát sóng được, rất là tuyệt vời. So với một bộ mà thu phát micro không dây này, những cái bộ xa xỉ thì cái bộ này là mình đánh giá rất là tuyệt vời nha các bạn. Nếu các bạn mà không mua được thì hãy gửi thầy Mò mua cho các bạn từ bên Trung Quốc luôn. Tính tiền ship rồi này kia luôn cho các bạn luôn là tầm khoảng cỡ 150-160 nha, là các bạn có một cái bộ này hoàn toàn là chất lượng. Rồi các bạn tự chế cho mình. Rồi video sau thì thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn chế thành một cái micro mà chúng ta ca nhạc rất là hay. Để thử luôn ha, thì test những cái buổi live stream mà thầy Mò sẽ làm cho các bạn nghe thử, các bạn nghe rõ không nha. Rất là tuyệt vời luôn. Lắp xong rồi các bạn sẽ thử xem coi âm thanh có ok không. Và từ đây sắp tới thì thầy Mò sẽ livestream ở bất kỳ nơi đâu dùng cái bộ micro này. Các bạn không cần phải than phiền nữa vì tín hiệu nó nhỏ. Thì bên này là xài cục pin 9V. Cục pin này thì chúng ta có thể mua ở bất kỳ tiệm điện nào cũng có nha các bạn. Nó cũng có thể là xài binh sạc vẫn được. Thì khi hai cái bộ mà nó phát sóng với nhau thì nó sẽ sáng đèn đỏ lên. Và chúng ta có thể kết hợp rất là nhiều micro trong một bộ nhận. Video sau thì thầy Mò sẽ chế tác thêm. Thì nó rất là đơn giản. Chúng ta cắm một cái đầu mà nhận sóng vào trong cái điện thoại ở jack 3.5 ở cái jack tai nghe đó các bạn. Còn đây là cái bộ thu. Các bạn dùng cái micro này chúng ta có thể cài lên áo, hay là chúng ta có thể là gắn ở cái cần cổ đó. Rồi nó có một cái jack 3.5 chúng ta có thể cắm vô đây. Rồi cái bộ đen đen này chúng ta có thể mang ở sợi dây nịt, hay là bỏ trong túi quần, bỏ ở đâu cũng được hết. Ta lòn cọng dây lên trên cổ áo thì rất là gọn gàng, gọn gàng. Rồi chúng ta thử như thế nào nha. Rồi mình đi ra xa thử, thật là xa nha, khoảng 10 mét thử coi xem tín hiệu nó có rõ hay không, để chúng ta khi mà lên núi xuống biển hay là gì đó chúng ta có thể livestream được. Alo thì hôm nay là một cái buổi mà chúng ta làm một cái micro, chế một cái micro xem nó có rõ không, các bạn thấy nó có rõ không. Tôi đi xa khoảng cỡ đây, cách đây khoảng 10 mét đó, 10 mét mà các bạn nghe rõ được thì ok. Cái mẹo thứ hai đó là các bạn dùng mũi khoan bê tông mà loại 3 ly, 3 ly hoặc là 4 ly á, các bạn khoan với tường rất là dễ dàng. Cái mũi nó nhỏ nên chúng ta có thể xét rất là dễ dàng. Các bạn bắt đồng hồ nè, bắt móc quần áo nè, hay là bắt nhiều thứ mà nói chung là đồ nhẹ nhẹ đó. Mà đồ nặng cũng không sao, đồ nặng thì các bạn dùng con vít dài. Ở đây tôi có rất là nhiều loại vít và các bạn có thể bắt được bất kỳ cái loại vít nào được nha. Vít nhỏ, vít lớn, vít tròn, vít bắt bê tông, đầu lục giác đều được hết. Để thầy Mò sẽ thí nghiệm cho các bạn xem cái độ chắc nó như thế nào. Cái này mình học của người Malaysia qua bên Việt Nam bắt camera đó các bạn. Họ phát cho nhân viên của mình đó, là bắt những cái con vít như thế này nè vào tường để bắt camera, không cần phải tắc kê. Rồi sau khi mình phan là mình dùng cái tu vít mình bắt vô nè. Các bạn thấy bây giờ mình dùng cái đầu bắn vít này, gọi là vít bắn ton đó. Đầu này đầu ba ke, vít bắn ton đầu ba ke. Hoặc là các bạn dùng mà chắc nhất luôn đó là các bạn dùng cái vít bắn gỗ răng thưa, vít bắn gỗ răng thưa thì các bạn sẽ bắn nó chắc hơn. Còn khi mà các bạn có tất cả các loại vít nào cũng được hết, 5 ly, 7 ly, 8 ly bắn qua cũng được hơn. Rất là đơn giản và thuận tiện. Đây là cái mẹo mà các bạn cần làm để đơn giản trong cái việc thi công của các bạn. Máng lên những cái vật mà rất nặng cũng không sao hết. Nếu mà bắt camera thì quá ok, quá tuyệt vời. Khi các bạn mà sửa LED á, hoặc là sửa những cái mạch điện tử á, mà cái mạch in đó, nó che bởi nước sơn á, thì các bạn phải cạo ra để các bạn mới đo được nha. Cạo ra và các bạn hãy dùng cái cồn hay là acetone đó, các bạn đánh cho nó bay nước sơn ra. Rồi thế thì các bạn dùng đồng hồ đo mà các bạn đo được những con LED của mình ở trên đây, biết đường đi và dò. Và đây tôi làm cho các bạn bài số 38 vừa rồi đó, các bạn lắp mạch điều khiển motor, các bạn có thể vận tốc độ của motor một cách dễ dàng ở bài số 38. Ở đây thầy Mò sẽ hướng dẫn thực nghiệm lại cho các bạn xem nè. Vậy các bạn lục lại bài số 38 mà xem lách cho mình một mạch điện nha. Để luôn nào. Rồi, có hai này ha. Có gì nè. Để chậm lại nè ha. Lên lên nè. Vậy thì bạn hãy lục bài số 38 lắp cho mình một mặt điện và thay biến trở này thành một biến trở to để các bạn dễ dàng chỉnh hơn. Chúc các bạn thành công.